cách để vượt qua sự tự ti. Chúng ta đều phải đối mặt với những phút thiếu tự tin, dù lúc này hay lúc khác. Đó là phản ứng tự nhiên để đánh giá xem sự liều lĩnh của ta sẽ kết thúc thành công hay thảm hại. Hãy dõi theo những bước sau để bắt đầu đi trên con đường chiến thắng sự tự ti. Thứ nhất, luyện tập để trở nên khách quan. Nếu bạn cảm thấy mình không thể đạt được điều gì đó, hãy tách ra khỏi bản thân một lúc và tưởng tượng mình là một người hoàn toàn khác nghĩ về những điều mà bạn sẽ nói với bất kỳ ai ở trong tình cảnh của bạn thứ hai viết về những nỗi sợ của bạn viết hết tất cả những gì bạn lo lắng và mọi tác nhân khiến bạn cảm thấy mình không thể đạt được bất cứ thứ gì đọc lại chúng và tự hỏi bao nhiêu trong số đó là những điều có lý và bao nhiêu là sản phẩm của thói suy nghĩ tiêu cực thứ ba nhớ về những thành công mình đã đạt được thay vì tập trung vào những lúc bạn tự làm mình xấu hổ thất bại trong việc gì đó hay trông bạn có vẻ ngớ ngẩn bạn nên có khoảng thời gian dài để nhìn lại thời điểm bạn đã làm rất tốt. Việc viết từng thành công của bản thân ngay sau khi chúng xảy ra cũng có thể có tác dụng. Đặt một cuốn nhật ký thành công trên bàn và ghi kín nó với những thành tích đáng tự hào và những kỷ niệm vui vẻ. Khi bạn cảm thấy mình không thể làm được gì và không thể làm gì đúng, bạn có thể đọc lại danh sách này và nhớ rằng mình là con người đáng kinh ngạc và có năng lực như thế nào. Thứ tư, Tự hỏi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì và hãy thành thật với câu trả lời của mình. Nếu bạn có kiểu tóc mới và một vài người không thích nó, đó chưa phải là dấu chấm hết cho thế giới này. Nếu bạn thực sự ghét kiểu đầu này, bạn biết không, tóc sẽ mọc lại đấy. Đừng để những lo lắng ngớ ngẩn cản trở bạn thử điều gì khác thường. Khi bạn nhận ra rằng điều tồi tệ nhất không hẳn đã tệ đến vậy, bạn sẽ năng động hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu bạn không thể biết khi nào câu trả lời của mình trở nên vô lý và nực cười, hãy thử chia sẻ chúng cho một người có trực giác mà bạn tin tưởng. Họ sẽ nói cho bạn biết liệu tình huống tồi tệ nhất đó có thể xảy ra hay chỉ là do bạn suy nghĩ quá lên thôi. Bước tiếp theo, giờ hãy tự hỏi, điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra là gì? Đây là việc mà những người tự ti rất ít khi làm. Giả sử bạn đang lo lắng về buổi hẹn đầu tiên với người mà bạn được mai mối cho. Điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra là hai bạn nhanh chóng trở nên thân thiết, bắt đầu một mối quan hệ giàu ý nghĩa và vừa lòng cả hai. Đó hẳn đã là lý do xứng đáng để bạn tới buổi hẹn rồi chứ. Mặc dù điều tốt nhất không phải luôn luôn xảy ra, nhưng khi chúng được đưa ra cân nhắc, bạn sẽ tiếp cận mọi việc với tư duy tích cực. Trước khi làm thứ gì đó mới, bạn có thể viết những điều tốt nhất có thể xảy ra, hoặc ba điều tốt nhất để chúng không phai mờ trong tâm trí lúc bạn bắt tay vào việc. Việc thứ sáu, là nhớ về những phẩm chất tích cực của bạn để duy trì cảm giác tự tin bạn cần nghĩ tới những phẩm chất tích cực của mình lập danh sách toàn bộ những điểm bạn yêu quý ở bản thân từ sự thân thiện tới trí thông minh và nghĩ về chúng khi bạn tiếp xúc với người khác những người tự ti có xu hướng chỉ tập trung vào điểm tồi tệ nhất ở bản thân dẫn tới việc họ cảm thấy không hạnh phúc với con người thật của mình khi chỉ nhìn vào những điều tiêu cực ở bản thân bạn sẽ chỉ tập trung vào chúng mà quên đi những phẩm chất tích cực nếu bạn đã quá khắt khe với chính mình trong một thời gian dài, ban đầu sẽ thật khó để nghĩ được điều gì đáng quý ở bản thân. Tiếp theo, bạn nên luyện tập tự thoại tích cực. Nhận ra những cuộc trò chuyện tiêu cực với bản thân rất khó khi bạn đã làm như vậy trong một thời gian dài. Nếu bạn luôn luôn nói với chính mình rằng bạn là kẻ thua cuộc, là sự thất bại, rằng bạn không thể làm được điều gì đúng đắn, chắc chắn bạn sẽ mãi mãi cảm thấy như vậy. Thứ 8, đặt ra câu hỏi vì sao bạn nói không với bản thân? hãy nói có nhiều hơn thay vì đưa ra tất cả những lý do để nói không với một trải nghiệm mới hãy lướt qua những khả năng có thể xảy ra khi bạn nói có để đạt được những điều đó bạn cần có những hành động thứ nhất là nuôi dưỡng những mối quan hệ thứ hai là khoan dung hơn với người khác chính bạn cũng đừng nên đưa ra chỉ trích quá nhanh chóng cố gắng làm người khác bẽ mặt có vẻ như sẽ nâng cao bạn lên nhưng thực sự thì mỗi khi hạ thấp ai đó bạn cũng đang chỉ trích một phẩm chất của mình và đồng thời hạ thấp chính bạn Thay vào đó, hãy nâng họ lên. Bạn sẽ không chỉ gặp may mắn trong việc kết bạn và có những mối quan hệ ý nghĩa, mà bạn cũng đang tự đưa mình lên cao nữa. Khi bạn thấy mình đang che trách thất bại hay quyết định của người khác, nghĩ xem vì sao bạn lại làm như vậy. Nếu suy nghĩ đầu tiên của bạn là bởi vì họ sai, hãy nghĩ kỹ hơn chút nữa. Liệu có ai tới từ một quốc gia khác hay một nền văn hóa khác cũng cảm thấy tương tự như bạn không? Chỉ vì ai đó đang làm điều gì khác với những gì bạn làm hay sống theo cách mà bạn không lựa chọn. Không hiển nhiên có nghĩa rằng họ đã sai. Hành động thứ ba là làm điều gì đó khiến bạn hứng thú mỗi ngày. Không cần thiết phải là một việc nguy hiểm, chỉ cần ghé thăm một góc nào đó của thành phố mà bạn chưa bao giờ tự mình đặt chân tới. Xem xem bạn tìm được gì ở đó, trò chuyện với người bán hàng, càng có nhiều trải nghiệm mới và thú vị thì sẽ càng dễ dàng để bạn hứng thú với cuộc sống thay vì lo sợ bởi những điều mới mẻ hoặc những người lạ lẫm. Hành động tiếp theo là chỉ ra những khuyết điểm có thể chỉ ra nếu bạn ghét đốm tàn nhang hay giọng nói của mình, bạn sẽ không thể làm được điều gì nhiều. Với những khuyết điểm không thể thay đổi được, bạn phải dần dần chấp nhận chúng. Nhưng khi bạn sở hữu những điều có thể thay đổi được, ví dụ như dễ dàng trở nên căng thẳng, thiếu lòng chắc ẩn hay chưa đủ tính thuyết phục, bạn cần thực hiện những bước cần thiết để tác động tới những điều đó. Việc tiếp theo là bạn đừng nên so sánh mình với những người khác. Một trong những cách hiệu quả nhất để khiến bạn luôn cảm thấy tự ti là so sánh chính mình với những người bạn biết hoặc ngay cả với những người bạn thấy trên vô tuyến khi làm vậy bạn chắc chắn sẽ khiến bản thân cảm thấy thật xấu xa nghèo khổ thất bại và một loạt đặc tính tầm thường khác chỉ vì bạn cảm thấy mình không bằng ai hết tiếp theo là bạn nên trò chuyện với bản thân một cách để vượt qua sự tự ti là nói về điều đó với một người bạn thân thi thoảng nói ra được điều gì đó đã giúp bạn giải quyết được một nửa vấn đề rồi bạn có thể cảm thấy tồi tệ hơn khi phải nén chặt sự tự ti bên trong mình hành động thứ bảy là cố gắng để vượt trội ở thứ gì đó nếu bạn muốn cảm thấy tốt hơn về bản thân, một cách để đạt được điều này là chính là trở nên giỏi ở bất cứ thứ gì đó. Có thể là khiêu vũ, viết chuyện ngắn, vẽ, kể chuyện cười, hoặc trở thành một tay từ khôi trong khi học ngoại ngữ. Tiếp theo là bạn nên học cách cười chính mình. Thông thường, những người thiếu tự tin hay đối xử với bản thân họ quá nghiêm trọng. Họ luôn lo sợ thất bại hoặc làm chính mình xấu hổ. Tiếp theo là bạn nên tiếp thu nhiều thông tin hết mức có thể một lý do dẫn tới việc thiếu tự tin là vì bạn ghét phải đối mặt với sự không chắc chắn bạn không biết thứ gì sẽ chờ đợi mình ở một bữa tiệc một lớp học mới hay một chuyến đi mà bạn không quen nhiều người và cuối cùng rất quan trọng là nhớ rằng bạn không hề cô đơn bạn có thể cảm thấy mình là một người duy nhất trên thế giới này đang ngờ vực bản thân hoặc cảm thấy mình không xứng để so đo với bất kỳ ai tuy nhiên bạn phải nhớ rằng Tất cả mọi người đều cảm thấy sự thiếu tự tin bất cứ lúc này hay lúc khác, kể cả các siêu mẫu hay những doanh nhân thành đạt nhất. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.